của bạn ấy là bị mỏng hơn bình thường nên nó hơi thụt. Đấy, nó hơi thụt hơn. Cái hai là bạn nó muốn là nó đầy ra, bởi vì sau phía mặt trong thì nó đã khớp rồi, nhưng mà chỉ có ngoài, bản chất ngoài nó hơi mỏng. Đấy, có những người thì bình thường nhưng có người mỏng hơn. Thì bây giờ có hai cách. Một ấy là phải dán sứ. Cái thứ hai là bằng hàn composite vào, giống kiểu hàn cổ răng ấy. Vinalight, một nụ cười thay ngàn lời nói. Đã kết thúc nhìn răng bạn Ngọc Anh kết thúc cũng được từ tháng 11, lâu hết này nhỉ? Ừ, 2 năm. Thế là khớp cắn ổn định quá thì nữa. Bây giờ chỉ còn cái vấn đề như thế này. Của bạn ấy là bị mỏng hơn bình thường nên nó hơi thụt. Đấy, nó hơi thụt hơn. Cái hai là bạn nó muốn là nó đầy ra, bởi vì sau phía mặt trong thì nó đã khớp rồi, nhưng nó chỉ có ngoài, bản chất ngoài nó hơi mỏng. Đấy, có những người thì bình thường nhưng có người mỏng hơn. Thì bây giờ có hai cách. Một ấy là phải dán sứ. Cái thứ hai là bằng hàn composite vào, giống kiểu hàn cổ răng ấy. Thì tuy nhiên thì cái việc hàn ấy, thì cái chất hàn dù sao nó vẫn là cái nhựa composite tổng hợp. Thế nên là một thời gian, một nó đổi màu. Cái thứ hai là xét về lâu dài, tức là nó không được vĩnh viễn. Nó được 4-5 năm, 5-6 năm, 7-8 năm thì đến lại đổi màu. Và thậm chí mình ăn nhai nó không tự nhiên, không tự tin. Thế nên là chính anh đưa ra một cái giả thuyết, tức là mình sẽ dán vào đây cái mặt dán sứ mỏng mỏng một chút. Đấy, mỏng mỏng để sao cho nó đầy lên thì nó sẽ tốt hơn. Thì đấy là cái mà chúng ta sẽ phải làm. Em có vài câu hỏi. Ừ, hỏi đi. Giờ làm thì có đau không? Thứ nhất ấy, là mình không ảnh hưởng đến tủy, hoàn toàn không đau. Anh đảm bảo luôn, đây là một cái công nghệ mà nó mang tính chất là xâm lấn tối thiểu. Khi mà làm mặt dạng, gần như xâm lấn tối thiểu. Thậm chí ấy, còn không cần phải kích tê, thậm chí còn nên mình xịt tím được để cho đảm bảo cái sự yên tâm, bởi vì cái lớp men của mình lấy rất là ít, không gần như không đáng kể. Và cái răng này vẫn sống bình thường, vẫn thực hiện chức năng bình thường, thế nên là hoàn toàn không có đau, không ảnh hưởng đến cái vấn đề về sức khỏe. Cái nữa là gì, cái mặt dán ấy thì nó không xâm lấn xuống dưới lợi, nên là cái vấn đề về viêm lợi ấy thì gần như không có. Cái điều đấy là còn. Em còn câu hỏi nữa, ví dụ bây giờ anh dán một cái miếng nó giống cái màu răng bây giờ, nhưng mà sau này em làm tẩy trắng răng chẳng hạn, thì răng thật của em nó sẽ trắng hơn đúng không? Cái miếng dán của anh thì phải làm nào, nó có trắng lên hay không? Thông thường như thế này, nếu mà em có ý định mà tẩy trắng ấy, thì mình có thể tẩy trắng trước cho mình lấy cái tông màu của cái răng bên cạnh. Nhưng mà ví dụ bây giờ em tẩy trắng trước một thời gian, nó sẽ bị xuống tông đúng không? Thì cái kia nó lại còn lại là sáng hơn. Cái câu chuyện này này, cái sứ nó cũng bị ngấm đậm vào theo cái kiểu là của cái men răng. Nó vẫn có cái bám của nhất định, tức là cái sứ sau này nó cũng phải xuống màu nhất định, nhưng mà nó sẽ rất là lâu, nó không giống như kiểu cái chất nhựa. Có hiểu bản chất không? Nó vẫn bị bám giống như kiểu cái muội nó bám trên cái bề mặt của gỗ ấy, mình lại đánh bóng lại hết. Nhưng mà ví dụ để một thời gian là cái màu nó vẫn bị nhiễm lại một chút. Nếu mà nó lệch tông màu thì cái nhà để xử lý không ạ? Thông thường thì mình sẽ lấy cái răng bên cạnh theo răng sứ thôi. Có hiểu bản chất không? Đấy, với lại hai là cái mặt dán này thông thường là nó vẫn có thể tạo nên cái màu theo cái vùng cổ răng, vùng dưới cắn này, thì nó vẫn có thể tạo được cái màu nó ná, tức là nó không phải là trắng một phát, nó trắng cả cái bề mặt, nó giống một màu mà nó có thể chia các cái màu, các cái khu vực. Giống như răng của mình. Hay tẩy trắng trước đi. Đau bút óc lắm. Đó, tẩy trắng chậm, đó là tẩy trắng chậm, cái nồng độ thuốc rất là ít, và cái đấy nó bền màu. Tẩy trắng chậm ấy là gì? Là mình ép ra một cái khay, sau mình cho thuốc vào mình về mình ngậm. Thì cái đấy nồng độ thuốc chỉ 15%, 10-15%, gần như nó không ấy bút. Cái thứ hai nó là gì? Cái màu nó rất là bền. Tẩy trắng nhanh thì màu rất là sáng, tuy nhiên nó nhiễm lại rất là nhanh. Cái gì nhanh quá đâu phải tốt. Tuy nhiên có những người không có thời gian, họ không có sự kiên trì thì họ thích trắng ngay thì họ làm lại bằng cả. Thuốc phần cái khay này. Nếu anh em cứ tẩy trắng trước đi, xong về anh giá anh lấy cái màu của cái tẩy trắng đó làm nó mới tự nhiên. Bởi vì sao, cái khuyết điểm của em nó chỉ có đúng hai răng này, khi nó làm đầy lên phát nó đầy cũng đúng không? Đây là cái này nó kiểu nhỏ nhỏ xong nhìn nó tức mắt. Thì nụ cười nó hoàn hảo thôi. Trước còn tẩy trắng nhanh một lần bút óc chịu. Đúng rồi, tẩy trắng nhanh thì cái nồng độ thuốc nó cao, thuốc nó khoảng 30%, nó gấp mấy lần của tẩy trắng chậm, nó bút lên cho bình thường. Còn em sẽ làm rắn hai cái răng đấy, còn tẩy trắng hay không thì em nghĩ lúc nữa. Nếu mà em lăn tăn về vấn đề về màu ấy, để cho nó giống kiểu thời trang ấy,
cho nó thời trang ấy, thì anh vẫn khuyên là em nên tẩy trắng trước, mình lấy cái màu nó sáng hơn một tí. Bởi vì bản thân cái màu của em nó đang hơi mờ, tức là hơi vàng. Lắm, bây giờ nó sáng xong một thời gian nó xỉn xuống thì hai cái xỉn tẩy trắng chậm nó lâu lắm, tẩy trắng chậm nó được mấy năm, mà sau này mình thích thì mình để lại. Còn cái răng sứ thì thậm chí sau này em không ngưng, em tháo ra mình thay màu khác. Theo anh khuyên rằng là còn cái vấn đề mà đau hay buốt thì tẩy trắng chậm nó dễ kiểm soát, thậm chí rồi em đang đeo khay mà em thấy không thoải mái em tháo luôn khay cả. À thế là em đang đeo khay duy trì, nếu bây giờ dán vào thì cái kích thước nó sẽ thay đổi ấy. Làm ra một cái gì khác. Đỗ thay anh nghe này cho gì gì khác. Thế tức là bây giờ sẽ phải làm trắng trước. Nên như vậy. Lần sau đến anh sẽ lấy dấu răng các thứ sau. Nên làm trắng xong rồi qua hôm nay sẽ đánh giá cái màu là, xong mình sẽ làm cái mặt dán theo cái màu trắng thì sẽ hợp lý, nó đẹp cho đẹp. Đánh bóng cho bạn xong rồi làm cho tẩy trắng nhá, tẩy trắng chậm.